Hello. Đẹp trai tốt. Hôm nay được theo học sinh YouTube. Idol ca sĩ. Ca sĩ nhớ mặt. Đẹp trai lắm. Hôm nay em được chuẩn bị ăn thịt cầy à. Giờ chỉ có món đây thôi, chưa tới. Anh bạn trong làng cũng đi ăn luôn à. Quá tuyệt vời nè. Bốn anh bạn ngồi im luôn, không nói chuyện gì luôn à. Quá hiền luôn phải không? Rồi cuối cùng tô bún của mình đã tới. Rồi chuẩn bị ăn thôi. Nhìn thôi đã đủ thèm rồi. Đây, và đây là bác Xuyên và Tuấn đẹp trai. Hôm nay anh em có mặt đông đủ. Đây, anh em bắt đầu đang ăn. Lâu lâu qua đây ăn quá ngon luôn anh em ạ. Đây là dĩa nướng nha, 100k, quán Quang Tập nha. Nhìn vậy thôi cũng nhiều lắm đó, ăn cực kỳ ngon luôn. Và đây tô bún 40k nha. Rồi xin mời anh em mình bắt đầu ăn nha. Mời anh em cùng ăn. Kỳ ngon luôn. Ngon quá mọi người ơi. Ăn cực đã luôn. Đã đến ăn rồi phải ăn thoải mái luôn nha. Đây là bác sư thư. Ông đang ăn thư dữ vậy đó. Đồ ăn sạch sẽ luôn. Và đây là bàn kế bên bắt đầu đang ăn nè. Đây chơi bún tô hai dĩa cực đá luôn. Ba bác này hay còn gọi là idol sầu riêng kỳ đá món bắt mắt. Và đây là sau khi ăn đó, xong rồi anh em chuẩn bị về. Đây Tuấn mang về. Đây cực đá, ăn quá ngon luôn. Rồi anh em xin phép rồi chuẩn bị đi về thôi. Quá nó sáng quá em ăn ít quá.